Sắc nào hành động nương ý thức giới, như thế gọi là sắc. Danh và sắc như đã nói, gọi là danh sắc. Lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa. Sanh từ ý thức giới. Thế gọi là danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. Xúc do lục nhập trợ là lục nhập tương ưng đó ra sao? Cách đụng, sự đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm. Như thế gọi là lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế, vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. Hành duyên thức là hành tương ưng. Thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh. Danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. Lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. Thọ duyên ái là thọ tương ưng. Ái duyên thủ là ái tương ưng thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên lão tử trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế trong những duyên khởi ấy mà vô minh đó ra sao sự không biết sự không thấy vô minh như cây chốt si là căn bất thiện thế gọi là vô minh hành do vô minh trợ là vô minh tương ưng đó ra sao sự tính cách quyết tính thái độ cố quyết tính dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành là vô minh tương ưng thức do hành trợ là hành tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa. Sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức là hành tương ưng. Danh sách do thức trợ là thức tương ưng đó ra sao? Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi là danh. Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ. Sự sanh ra của thân xứ hay những sắc nào khác vẫn có như là sắc do tâm sanh, có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh. Như thế gọi là sắc. Danh và sắc đã nói gọi là thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh. Câu nói lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng đó ra sao? Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi là danh. Sắc trong khi có ra sao? sắc tứ đại sung và sắc nào hành vi nương ý thức giới. Thế gọi là sắc. Danh và sắc như đã nói, gọi là danh sắc. Lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng đó ra sao? Nhãn xứ. Ý xứ. Thế gọi là danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. Xúc sanh ra do lục nhập trợ là lục nhập tương ưng ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm dù cách nào như thế đều gọi là lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dứt tứ phần tương ưng. Tứ phần tương tế. Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức duyên danh, danh duyên thức. Danh duyên lục nhập, lục nhập duyên danh. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc thọ duyên ái, ái duyên thọ. Ái duyên thủ, thủ duyên ái. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao. Sự không biết, không thấy, vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh, hành do vô minh trợ đó ra sao. Sự tính, cách quyết tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành. Hành sanh ra do vô minh trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy, vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là hành duyên vô minh, thức sanh ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa. Sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức. Hành sanh ra do thức trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cố quyết như thế gọi là thức duyên hành danh sanh ra do thức trợ đó ra sao như là thọ uẩn tưởng uẩn và hành uẩn thế gọi là thức duyên danh thức sanh ra do danh trợ đó ra sao như là tâm ý tâm địa sanh từ ý thức giới như thế gọi là danh duyên thức lục nhập sanh ra do danh trợ đó ra sao như là tâm ý tâm địa sanh từ ý thức giới như thế gọi là danh duyên lục nhập danh sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao như là thọ uẩn tưởng uẩn và hành uẩn đây gọi là lục nhập duyên danh xúc sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao sự đụng cách đụng sự đụng chạm thái độ đụng chạm dù cách nào như thế đều gọi là lục nhập duyên xúc lục nhập sanh ra do xúc trợ đó ra sao như là tâm ý tâm địa sanh từ ý thức giới như thế gọi là xúc duyên lục nhập, thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sự vui lòng, sự thích ý, cách hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Xúc sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm. Như thế gọi là thọ duyên xúc tái sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự dục vọng, cách đa dục vọng sự móng tưởng của tâm. Như thế gọi là thọ duyên ái. Thọ sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Sự vui lòng, cách thích ý, sự hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ái duyên thọ, thủ sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến. Nguồn gốc phát sanh các sự điêu tàn, cách chấp trước bằng cách dị đoan. Như thế gọi là ái duyên thủ. Thái sanh ra do thủ làm duyên đó ra sao. Sự dục vọng, cách đa dục vọng. Cách móng tưởng của tâm. Như thế gọi là thủ duyên ái. Hữu sanh ra do thủ làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ thủ. Thế gọi là thủ duyên hữu. Sanh có ra do hữu làm duyên đó ra sao? Sự phát sanh ra, cách sanh đầy đủ, thái độ sanh ra, sự sanh trọn phần sự hiện bày của những pháp ấy thế gọi là hữu duyên sanh lão tử có ra do sanh làm duyên đó ra sao lão và tử mà lão là chi sự già cả cách cũ kỹ sự giảm thọ của những pháp ấy như thế gọi là lão tử trong khi có ra sao sự đang mất sự đang hoại cách đang hư thái độ tiêu tán mất luôn đi không trường tồn của những pháp ấy như thế gọi là tử lão và tử như đã nói thế gọi là sanh duyên lão tử. Nói rằng sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế đó, tức là sự chung hiệp khứ lai, cách hiệp hội, lối hiện bày của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức duyên danh, danh duyên thức. Danh duyên xúc, xúc duyên danh xúc duyên thọ thọ duyên xúc thọ duyên ái ái duyên thọ ái duyên thủ thủ duyên ái hữu duyên sanh sanh duyên lão tử trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao sự không biết sự không thấy vô minh như cây chốt si là căn bất thiện thế gọi là vô minh hành sanh ra do vô minh trợ đó ra sao sự cố quyết cách cố quyết sự cố tính như thế gọi là vô minh duyên hành vô minh sanh ra do hành trợ đó ra sao sự không biết sự không thấy vô minh như cây chốt suy si là căn bất thiện như thế gọi là hành duyên vô minh thức sanh ra do hành trợ đó ra sao như là tâm ý tâm địa sanh từ ý thức giới như thế gọi là hành duyên thức hành sanh ra do thức trợ đó ra sao sự cố quyết cách cố tính thái độ cố quyết như thế gọi là thức duyên hành danh sanh ra do thức trợ đó ra sao như là thọ uẩn tưởng uẩn và hành uẩn thế gọi là thức duyên danh thức sanh ra do danh trợ đó ra sao như là tâm ý tâm địa sanh từ ý thức giới như thế gọi là danh duyên thức câu nói xúc có ra do danh mà danh đó ra sao như là thọ uẩn Tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ ra xúc. Thế gọi là danh. Xúc sanh ra do danh trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm, dù cách nào như thế gọi là danh duyên xúc.